đang giữa lúc canh canh ba giờ tí hiện ra người tiên nữ thần tiên vân vân rằng ai kéo đặt tên đây chút vong vong cầu am thanh canh là đích thị làng canh nghe đẹp xin tan xa xa đuôi biết non xanh y về lượt bơi ngô nước nước xin tưng bừng bừng nghề xin mê hót hót trên cao bầu trời gió mát trong trong mây mây nghề có cây cổ thụ tươi xanh dịu hiền y Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cô bác cô người bình an đi đùa so đôi chữ sản sinh thăng minh phú quý ngọc tài để đái so mơn mùa xuân hạ thu đông hạ xuân cầu lòng thu đông cầu tài cả năm xa phúc sự tài bao nhiêu hạ ách công xa hài ngoài đùa cho xa sẽ hay say ý à. Gần xa náo nước mọi miền rủ nhau bái yết cảnh tiên vọng cầu tiếng chuông vang vọng trong lầu ý à. Khách ở biên phương thanh xa hồi cung